Tối ngày 23 tháng 12, cuộc thi Đại sứ du lịch Trường Đại học Công đoàn lần thứ nhất năm 2022 đã được tổ chức long trọng tại Hội trường A, Trường Đại học Công đoàn. Phát biểu tại cuộc thi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn khẳng định, đây là hoạt động bổ ích nhằm nâng cao năng lực của sinh viên, đồng thời cũng là cơ hội để sinh viên gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và kết nối với các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực du lịch. Với mục đích lan tỏa niềm đam mê du lịch đối với thế hệ trẻ, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của sinh viên về các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, qua đó thể hiện niềm tự hào về quê hương, đất nước. Cuộc thi Đại sứ du lịch là sân chơi để sinh viên thể hiện khả năng thuyết trình, giới thiệu về các điểm đến du lịch, tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ, trao đổi kiến thức và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực du lịch. Cuộc thi được tổ chức thành hai vòng thi, sơ loại và chung kết. Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần gồm trang phục tự chọn, thuyết minh các điểm đến du lịch và phần thi ứng xử. Trải qua 3 vòng thi gay cấn, ban tổ chức đã trao giải Đại sứ du lịch Trường Đại học Công đoàn cho hai thí sinh Lê Anh Tùng đến từ khoa Luật và Phạm Lê Phương Ngân đến từ khoa Tài chính Ngân hàng, trao 3 giải Phó Đại sứ du lịch Trường Đại học Công đoàn, 11 giải Đại sứ du lịch tương lai Trường Đại học Công đoàn và 5 giải phụ. Thì tôi thấy là các bạn thí sinh từ những ngày đầu thì rất là bỡ ngỡ, và sau cái đêm chung kết ngày hôm nay thì tôi đã nghĩ rằng các bạn đã chín chắn trưởng thành và thành công rất là nhiều so với những ngày đó. Đây là thành quả của sự nỗ lực không chỉ riêng em mà toàn bộ ban tổ chức chương trình cũng như các bạn thí sinh khác. Tôi nghĩ mọi người đều xứng đáng với giải thưởng này. Đặt rất nhiều niềm tin vào cái kết quả ngày hôm nay, cho nên là em đã rất nỗ lực suốt một tháng vừa qua. Kết quả được xướng tên, em nghĩ là một phần là do sự nỗ lực học tập của em và một phần đó là sự may mắn nữa. Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích cho tất cả các bạn sinh viên. Tất cả các thí sinh ở đây đều rất là đoàn kết, tạo cho em một cảm giác gần gũi hơn, trưởng thành hơn.